Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn ơi, hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về một bài rất là thú vị. Mà cái bài này á, là các bạn cũng rất là hay dùng trong cuộc sống hàng ngày luôn. Đó chính là so sánh ha. Thì bài học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn, cô sẽ dạy các bạn về so sánh bằng. Vậy thì so sánh bằng là gì và nội dung bài học ngày hôm nay có cái gì ở trong đây thì cùng cô tìm hiểu nha. Rồi, về nội dung thì cô có một la mã là so sánh bằng là gì ha, mình sẽ đi tìm hiểu so sánh bằng là như thế nào, được chưa? Rồi, thứ hai là cô sẽ giới thiệu cho các bạn một số loại so sánh bằng. Ok. Rồi, cô mời các bạn đi đến phần một la mã so sánh bằng là gì. So sánh bằng là gì? Rồi, so sánh bằng là gì? Nếu mà hai người hoặc là hai vật hoặc là hai nhóm người hoặc là hai nhóm vật nào đó, nói chung là nó nhiều ha, mà nó tương đồng trong có nhiều cách khác nhau á, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng cái so sánh bằng mà nó sẽ có cái dạng là as ha. Rồi, trong cái so sánh này á thì nó có thể là bao gồm gì? Tính từ hoặc là trạng từ đứng ở phía gì? Phía sau cái chữ as đầu tiên. Đây ha. Phía sau cái chữ as đầu tiên thì ngay vị trí này mình có thể là có tính từ hoặc là trạng từ, được chưa? Vậy thì sau cái chữ as phía sau mình có cái gì? Thì đó là cụm danh từ hoặc là một mệnh đề. Ok. Rồi, các bạn đã hiểu được cái so sánh bằng chưa? So sánh bằng là gì chưa? Rồi, bây giờ cô mời các bạn đi đến phần thứ hai, đó là một số loại so sánh bằng nha. Rồi, thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn là bốn mục ha. Mục đầu tiên mình sẽ đi tìm hiểu về so sánh bằng với tính từ hoặc là trạng từ. Rồi, mục thứ hai là so sánh bằng với một số danh từ theo sau những chữ như là many, much, few, little. Rồi, mục số 3 là so sánh bằng với the same. Mục thứ tư là so sánh bằng với different from, được chưa? Ok. Rồi, cô mời các bạn đi đến phần 1. So sánh bằng với tính từ hoặc là trạng từ, cô có công thức ha. Công thức đây là ở dạng gì? Khẳng định các bạn nha. Rồi, chủ ngữ nè, cộng cho động từ to be. To be thì nó sẽ đi với tính từ ha. Và tính từ này nó sẽ ở giữa hai cái chữ gì? As. Sau đó là một gì? Một danh từ hoặc là một đại từ, được chưa nào? Rồi, chủ ngữ cộng to be cộng as cộng tính từ cộng as cộng danh từ hoặc là đại từ. Rồi, đó là tính từ. Bây giờ các bạn sẽ đi xuống trạng từ ha. Khi mà trạng từ thì nó sẽ đi với động từ ha. Rồi, các bạn nhớ giùm cô nè, chủ ngữ cộng động từ cộng as cộng cho trạng từ, rồi tiếp theo là chữ as, sau đó là danh từ hoặc là đại từ, được chưa? Rồi, mình đi đến câu ví dụ các bạn nha. Rồi, cô có câu ví dụ nè. He is as tall as I. He is as tall as I. Ok. Rồi, các bạn lưu ý cho cô. Rồi, cô có câu phía dưới nè. He is as tall as me. He is as tall as me. Rồi, các bạn thấy chữ me này cô bỏ đi không? Me là tân ngữ của ai, mà công thức của mình á thì sau cái chữ as số 2, đúng không? Là mình có gì? Có danh từ hoặc là đại từ mà thôi. Vị trí này không để tân ngữ các bạn nha. Nên là ở đây không có dùng me mà là dùng đại từ là ai, nhớ nha. Rồi, anh ấy cao bằng tôi luôn. Hai bạn này cao bằng nhau. Mình đang sử dụng so sánh bằng đối với tính từ tall, được chưa nào? Ok. Rồi, cô mời các bạn đi đến câu ví dụ tiếp theo. Rồi, cô có nè. Anne runs as fast as Dũng. Ha. Mình có gì? Bạn Anne á thì chạy nhanh bằng bạn Dũng. Hai bạn này đang chạy cùng nhau ha, chạy nhanh bằng nhau luôn, không có ai chậm hơn ai hết. Rồi, ở đây mình có chủ ngữ là Anne ha. Động từ ở đây là động từ thường ha. Thì ở đây vị trí của nó sẽ là trạng từ các bạn nha, kẹp giữa hai cái chữ as. Rồi, sau đó là một cái danh từ ha, được chưa?
Rồi, mình đã có hai cái công thức của câu gì? Câu khẳng định. Bây giờ cô mời các bạn đi đến công thức của câu phủ định ở dạng tính từ hoặc là trạng từ. Rồi, tương tự như vậy, ở đây mình sẽ có là gì? Chủ ngữ cộng cho be not. Be not là động từ to be ở dạng phủ định đó. Rồi, sau đó thì các bạn lưu ý cho cô nè. Ở so sánh bằng mà trong câu phủ định thì các bạn có quyền sử dụng chữ as, tính từ as, hoặc là so, tính từ as, chỉ trong câu phủ định mà thôi. Nhớ nha, trong câu phủ định các bạn mới được dùng chữ so. Hồi nãy trong câu khẳng định là công thức của cô không có chữ so nha, không phải là thích là dùng đâu nha các bạn. Ok, lưu ý dùm cô điểm này. Và sau đó cô vẫn cộng cho danh từ hoặc là đại từ nha. Rồi, đó là động từ to be ở dạng phủ định. Rồi, xuống dưới là động từ thường ở dạng phủ định ha. Công thức của cô: chủ ngữ cộng phủ định của động từ thường. Rồi, bạn có thể cộng cho chữ as hoặc là chữ so, sau đó là trạng từ và đến là chữ as, cộng cho danh từ hoặc là đại từ, nhớ nha. Rồi, to be thì đi với tính từ ha, động từ thường thì đi với trạng, được chưa? Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi đến câu ví dụ luôn. Rồi, cô có nè: Mai isn't as clever as her sister. Mai isn't as clever as her sister. Mai không có khéo léo bằng chị của cô ấy. Rồi, chủ ngữ của cô là Mai. Rồi, phủ định của động từ to be của cô là isn't. Ở đây là isn't, nên các bạn biết được cái chữ clever là tính từ, nhớ nha. To be sẽ đi với tính từ. Rồi, tính từ này được kẹp giữa hai chữ as là so sánh bằng, được chưa? Sau đó là danh từ her sister, được chưa? Rồi, nhớ giùm cô nha. Động từ to be ở dạng phủ định thì nó sẽ đi với tính từ. Ở đây các bạn dùng as hoặc là so cũng được nha. Ok, rồi một cái ví dụ nữa. Danny doesn't learn Japanese as well as Millie. Danny doesn't learn Japanese as well as Millie. Bạn Danny á, bạn không học tiếng Nhật giỏi bằng bạn Millie, được chưa? Rồi, ở đây cô có phủ định của động từ thường là cô dùng doesn't learn, do chủ ngữ Danny là số ít nên đi với doesn't ha các bạn. Rồi, ở đây là động từ thường nè. Thì các bạn biết chắc là chữ well là gì? Trạng từ, đúng không? Rồi, đây là câu phủ định so sánh bằng. Thì ở đây các bạn có thể dùng as hoặc là so luôn nha. Ok. Rồi, cô mời các bạn đi đến phần số 2. Phần số 2 thì mình sẽ tìm hiểu về so sánh bằng với những cái danh từ đi sau many, much, few, little. Rồi, ok. Rồi, các bạn đi đến phần câu khẳng định ha. Cô có chủ ngữ cộng động từ cộng as, many hoặc là few, hoặc là few. Ở đây các bạn có một cái danh từ thì cái danh từ này phải là danh từ số nhiều nha. Sau đó là as ha. Rồi, ở đây cô có là gì? Danh từ hoặc là đại từ theo sau. Ok. Rồi, tiếp theo cô có công thức chủ ngữ cộng cho động từ cộng as và đi với much hoặc là little. Thì ở đây cộng cho một cái danh từ này là danh từ không đếm được, nhớ nha các bạn. Sau đó là chữ as. Tiếp theo cô sẽ cộng cho danh từ hoặc là đại từ. Rồi, được chưa? Rồi, các bạn nhớ lưu ý cho cô nè, khi các bạn dùng many hoặc là few á thì danh từ phải là danh từ số nhiều. Khi các bạn dùng much hoặc là little thì danh từ ở đây phải là danh từ không đếm được, nhớ nha. Rồi, cô mời các bạn đi đến câu ví dụ. Rồi, cô có nè: Nam has as many pens as land. Nam has as many pens as land. Bạn Nam thì có nhiều bút như bạn Land luôn, được chưa? Chủ ngữ nè, động từ là has nè, được chưa? Rồi, tiếp theo so sánh bằng mình dùng as.
Ở đây cô dùng chữ many ha, thì cô sẽ đi với danh từ số nhiều, và danh từ số nhiều thì cô sẽ có s hoặc là es vào nha. Rồi, ví dụ dưới nè. Nam has as few pens as land. Nam has as few pens as land. Nam có vài cây bút như land. Ok. Rồi, ở đây cô cũng dùng so sánh bằng đối với chữ few. Thì hồi nãy cô dạy công thức rồi. Many và few phải đi với danh từ số nhiều đúng không? Nên chữ pen của cô có s, được chưa? Pens, được chưa? Rồi. Rồi, ví dụ dưới nè các bạn. Rồi, Phương earns as much money as Hun. Phương earns as much money as Hun. À, bạn Phương thì kiếm nhiều tiền giống như là bạn Hun luôn. À, hai bạn đều kiếm nhiều tiền bằng nhau đúng không? Thì cô sẽ sử dụng as so sánh bằng. Ở đây cô dùng chữ much thì đi với danh từ không đếm được ha, money là không đếm được. Rồi tiếp. Anna drinks as little tea as Betty. Anna drinks as little tea as Betty, được chưa? Bạn Anna thì bạn uống ít trà giống như là bạn Betty vậy ha. Rồi ở đây cô dùng chữ little. Cô sẽ đi với danh từ không đếm được là tea, trà không có đếm được các bạn nha. Ok, rồi cô mời các bạn đi đến phần tiếp theo. Đó là dạng câu phủ định ha, câu phủ định. Câu phủ định ở đây thì nó sẽ có cái công thức là chủ ngữ đi với phủ định của động từ. Nhớ nha, phủ định của động từ. Ở đây các bạn cũng dùng giống như là câu khẳng định vậy. As cộng many hoặc few đi với danh từ số nhiều, và as sau đó là danh từ hoặc là đại từ. Rồi, công thức ở dưới mình có chủ ngữ nè đi với phủ định của động từ. Ok. Sau đó as cộng much hoặc là little đi với danh từ không đếm được, và sau đó là chữ as, sau đó nữa là danh từ hoặc là đại từ. Ok. Rồi cô mời các bạn cùng nhau đi đến câu ví dụ. Rồi. I don't have so many books as my brother. I don't have so many books as my brother. À, tôi không có nhiều sách bằng anh trai của tôi. Ok. Rồi, ở đây cô có chủ ngữ là I nè. Don't have là phủ định của động từ thường đúng không? Rồi, ở đây câu phủ định nên cô dùng so hoặc là as đều được ha. Rồi, many thì đi với danh từ số nhiều, danh từ đếm được số nhiều nè, được không? Rồi, books của cô là có chữ s. Ok. Rồi, nhớ nha các bạn, câu phủ định thì các bạn dùng so hoặc là dùng as đều được. Ok. Rồi, cô mời các bạn đi đến phần mục số 3, đó là so sánh bằng với the same. The same là gì các bạn biết không? The same là tương tự hoặc là giống đó. Rồi, có nghĩa là gì nè? Một cái người nào đó hoặc là một cái điều gì đó ha, mà nó có một cái sự tương đồng gần nhất với nhau, được không? Với một cái người hoặc là một cái điều gì đó khác mà được đề cập, được thảo luận đến ha. Đó thì mình sẽ dựa vào cấu trúc này. Được chưa? Rồi mình có gì? Chủ ngữ nè, đi với động từ hoặc là cái dạng gì? Cái dạng phủ định của động từ ha, có hai dạng. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ cộng cho cô chữ the same. À, the same. Sau đó là cái danh từ và sau đó là chữ as. Cô để danh từ trong ngoặc á, có nghĩa là chỗ này có danh từ thì mình viết vô, không có thì thôi ha. Và sau chữ s này thì các bạn cộng cho cô danh từ hoặc là đại từ. Rồi, cô mời các bạn đi đến câu ví dụ để mình hiểu rõ hơn về the same nha. Ok. Rồi. My opinion isn't the same as yours. My opinion isn't the same as yours. Ok. Rồi, ý của tôi á, cái ý kiến của tôi, cái quan điểm của tôi á thì không giống với ý kiến của bạn.
cái ý của tôi và của bạn nó không có giống nhau, được chưa nào? Rồi, ở đây cô có chủ ngữ là my opinion. Phủ định của động từ to be là isn't. Tiếp theo công thức của mình sau cái động từ thì mình sẽ cộng cho the same. Rồi, ở đây cô không có danh từ nên cô không ghi, được chưa? Rồi, tiếp theo là cô có chữ as. Và sau chữ as thì cô có danh từ hoặc là đại từ, ok? Rồi, ở đây cái chữ yours các bạn. Yours này thay vì cô nhắc lại là your opinion, nó bị lặp lại thì cô dùng chữ yours này luôn, được chưa nào? Ok. Rồi, một cái ví dụ tiếp theo nhé. Rồi, cô có nè. We live in the same apartment as they. We live in the same apartment as they. À, chúng tôi sống trong căn hộ giống với họ luôn. Rồi, các bạn có thể nhìn hình ha. Các căn hộ này đều giống nhau hết, được chưa? Ok. Rồi, cô có chủ ngữ là we ha. Rồi, động từ của cô là động từ live. Rồi, sau đó là the same. Thì ở đây cô có là danh từ apartment. Sau đó cô có chữ as và chữ they là chủ ngữ ha, danh từ hoặc là đại từ đó. Rồi, các bạn nhớ cái công thức nè, the same cộng danh từ cộng cho as, được chưa nào? Ok. Rồi, cô mời các bạn đi đến dạng số 4, đó là so sánh bằng với different from. Cô có cái cấu trúc như sau. Chủ ngữ nè, chủ ngữ đi với be, đi với động từ be. Và sau động từ be thì cô cộng cho chữ different from. Và sau đó sẽ là danh từ hoặc là đại từ. Rồi, đố các bạn biết tại sao ở đây cô không để động từ. À, bởi vì cái chữ different này của cô nó đang là tính từ. Mà tính thì đi với động từ to be, nhớ nha. Ok. Rồi, để hiểu hơn về cái cấu trúc này, cô mời các bạn đi đến câu ví dụ. Và trước khi đến câu ví dụ thì cô sẽ dịch cái chữ different from này cho các bạn hiểu ha. Different from có nghĩa là khác. Khác nhau các bạn ha, khác nhau. Ví dụ như là cái đồ này của tôi thì khác với cái đồ này của bạn, khác nhau hoàn toàn luôn, thì mình sẽ sử dụng gì? Different from, được chưa nè? Rồi, đi đến ví dụ nha. Rồi, has dress is different from Nan's dress. Has dress is different from Nan's dress. Ok, cái đầm của bạn Hà á, thì khác với cái đầm của bạn Na. Cái đầm của bạn Hà thì khác với cái đầm của bạn Na, được chưa? Rồi, ở đây cô có chủ ngữ là has dress. À, động từ to be của cô sử dụng động từ to be là is. Rồi, tiếp theo đó là cô có chữ gì? Different from. Và sau đó là một cái danh từ Nas, dress. Ok chưa? Rồi. Rồi, các bạn ơi, ví dụ hồi nãy cũng đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay rồi. Các bạn rất là tốt nha. Ok. Rồi, các bạn ơi, trong quá trình mình học á, mình có những cái thắc mắc thì mình đừng có ngần ngại. Hãy liên hệ với trung tâm thông qua những thông tin trên màn hình này nha. Còn bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.